Ông Lukashenko, những kẻ xả súng ở Nga định trốn sang Belarus. Tổng thống Lukashenko cho biết thủ phạm vụ xả súng ở Moscow định trốn sang Belarus, song nhận ra điều này là bất khả thi và chuyển hướng tới Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 3, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus siết an ninh ngay sau khi nhận thông tin về vụ xả súng tại nhà hát Krokus City Hall ở tỉnh Moscow, Nga. Belarus đã điều lực lượng thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban An ninh Nhà nước, KGB và quân đội thiết lập các chốt kiểm soát. Theo ông Lukashenko, các cơ quan an ninh của Belarus và Nga đã phối hợp hành động sau khi chiếc xe chở nhóm tay súng đi từ tỉnh Moscow tới Bryansk, giáp với Ukraine và Belarus, nơi họ bị chặn bắt. Belarus khi đó đã phong tỏa các khu vực mà những tay súng có thể đi qua theo thỏa thuận với Nga. Những kẻ xả súng không thể trốn sang Belarus, họ nhận thấy điều đó, vì thế họ chuyển hướng đến khu vực biên giới Nga-Ukraine, ông Lukashenko nói. Những kẻ phụ trách nhóm tay súng biết rằng cố gắng trốn sang Belarus là một ý tưởng rất tồi, do chúng tôi đã lập tức tăng cường các biện pháp an ninh. Tổng thống Belarus đưa ra bình luận sau khi lãnh đạo cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Alexander Bonikov cáo buộc tình báo phương Tây và Ukraine hỗ trợ những kẻ xả súng tại nhà hát ở tỉnh Moscow. Ông Bonikov nói nhóm nghi phạm cố gắng chạy qua biên giới để sang Ukraine, nơi họ sẽ được chào đón như những người hùng. Vụ xả súng nhà hát Krokus ngày 22 tháng 3 khiến 139 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ukraine nhiều lần phủ nhận cáo buộc nước này có liên quan đến vụ xả súng tại Nga, cho rằng Moscow cố gắng đổ lỗi cho Kiev. ISISK, nhánh Afghanistan của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công. IS công bố video và ảnh cho thấy các tay súng nã đạn và sát hại những người có mặt tại nhà hát Krokus. Giới chức Nga đã bắt 11 người liên quan, trong đó có 4 tay súng trực tiếp tấn công nhà hát Krokus. 4 nghi phạm này đều là công dân Tajikistan. Một tay súng khai nhận lệnh từ một Hồi giáo trên mạng và được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 đã lần đầu tiên xác nhận các tay súng Hồi giáo cực đoan là thủ phạm vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 tại trung tâm tổ chức biểu diễn Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow. Vụ tấn công đã khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương. Tổng thống Vladimir Putin hôm qua 25 tháng 3 đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 22 tháng 3. Theo nhà lãnh đạo Nga, mặc dù thủ phạm đã được xác định, song vẫn còn nhiều nghi vấn xung quanh vụ tấn công. Ông đồng thời yêu cầu các nhà điều tra phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công và đưa thủ phạm ra trước công lý. Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi, chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan, thậm chí có đầu óc khủng bố, liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga, nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22 tháng 3 ở thủ đô nước Nga là một hành động đe dọa. Và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, ai được lợi? Rõ ràng mục tiêu của những kẻ tấn công là gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội của chúng ta. Giới chức Nga trước đó cho biết, các nghi phạm của vụ tấn công đã bị bắt khi đang tìm cách vượt biên giới sang Ukraine. Ngay sau vụ tấn công, chính phủ Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc liên quan, đồng thời khẳng định nước này không bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu dẫn các nguồn tin tình báo cho biết các tay súng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã âm mưu thực hiện vụ tấn công. Theo Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, các nhà điều tra đã xác lập được trình tự thời gian đầy đủ của vụ tấn công. Hơn 200 cuộc kiểm tra, khám xét và thu giữ đã được tiến hành, cùng hơn 500 cuộc phỏng vấn các nhân chứng. Với mục tiêu giúp cải thiện thu nhập cho người lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh, ngày 25 tháng 3, Bộ Năng lượng Mỹ công bố sẽ chia 6 tỷ đô la Mỹ trong quỹ liên bang để trợ cấp cho 33 dự án công nghiệp tại 20 bang của nước này nhằm giảm khí thải carbon. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết, sáng kiến trên là gói đầu tư riêng dành cho việc khử carbon công nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Mỹ, nâng tổng số tiền chi cho các nỗ lực khử carbon trong lĩnh vực công nghiệp ở quốc gia này lên 20 tỷ đô la Mỹ. Bà Granholm cho biết, 33 dự án sẽ cắt giảm lượng khí thải từ các ngành công nghiệp như sắt thép, xi măng, bê tông, nhôm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, bột giấy và giấy, vốn chiếm khoảng 33% lượng khí thải carbon của cả nước. Chính phủ Mỹ ước tính các dự án này sẽ giúp loại bỏ 14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương với việc loại bỏ khoảng 3 triệu phương tiện giao thông chạy bằng xăng
lưu thông trên đường phố. Thưa quý khán giả, với những người hâm mộ Việt Nam quan tâm tới Olympic Paris 2024 thì có một thông tin đáng chú ý mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay sau đây. Đó là việc mà đồng phục dành cho các tình nguyện viên của sự kiện lớn này thì được sản xuất ngay tại Việt Nam. Và chúng ta vẫn biết là Việt Nam là một quốc gia đã có bề dày văn hóa và truyền thống sản xuất đồ may mặc từ rất lâu đời. Vâng, và có thể nói là đây không chỉ là niềm tự hào cho ngành công nghiệp dệt may trong nước mà còn là minh chứng cho sự kết nối và hợp tác toàn cầu khi một quốc gia Đông Nam Á đóng góp vào sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đồng phục này với thiết kế hiện đại và tinh tế không chỉ giúp cho các tình nguyện viên thoải mái hoạt động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Đúng vậy. Bộ đồng phục tình nguyện viên Olympic Paris 2024 được lấy cảm hứng từ con thuyền hải quân của Pháp với các sọc đen trên nền màu ngọc lam. Các tình nguyện viên sẽ được cung cấp một bộ áo phông, quần tây, tất, mũ chống nắng và một số trang phục kèm theo. Thiết kế độc đáo của bộ trang phục này được kỳ vọng sẽ giúp các tình nguyện viên dễ dàng nổi bật trong đám đông. Chúng tôi mong muốn thể hiện phong cách Pháp và phong cách thể thao. Vậy nên chúng tôi nỗ lực tìm kiếm thứ gì đó đại diện cho Thế vận hội Olympic Paris 2024, cũng như đại diện cho bản sắc của công ty. Nhà sản xuất bộ đồng phục độc đáo này cho biết khoảng 53% số trang phục được sản xuất tại Pháp, phần còn lại được sản xuất tại Việt Nam. Trong ngày ra mắt, bộ trang phục đã nhận được rất nhiều lời khen từ các tình nguyện viên Olympic. Thưa quý khán giả, mặc dù cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn đang diễn ra, thế nhưng người dân Israel vẫn đang hòa mình vào bầu không khí của lễ hội Purim là một trong những lễ hội quan trọng bậc nhất tại quốc gia này. Tuy nhiên thì trong năm nay thì các cuộc diễu hành quy mô lớn trong lễ hội đã bị hủy bỏ ở nhiều thành phố vì lý do an ninh và để thể hiện sự đồng cảm với các gia đình Israel có con em vẫn đang bị phía Hamas bắt giữ làm con tin. Hoạt động chính của lễ hội Purim là hóa trang. Người tham gia lễ hội Purim thường mặc những bộ trang phục nhiều màu sắc và bắt mắt nhất. Từ người cao tuổi đến trẻ em đều hóa thân thành những nhân vật yêu thích để tham gia lễ hội. Ngoài ra, trong lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như đọc sách, tặng đồ ăn, làm từ thiện. Trong hầu hết các lễ hội ở Israel, người Do Thái đều nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, trong dịp lễ Purim, nhiều người vẫn làm việc và một số cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa như thường lệ để phục vụ những người đổ ra đường và có nhu cầu tiệc tùng. Mặc dù cuộc diễu hành lớn trong lễ hội Purim năm nay đã bị hủy bỏ, nhưng các cuộc diễu hành quy mô nhỏ vẫn được tổ chức tại các trung tâm thương mại, trung tâm cộng đồng, trường học và mẫu giáo. Lực lượng an ninh cũng được bố trí dày đặc để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Vâng, thưa biên tập viên Việt Hùng, từ nãy thì chúng ta đã nói về từ Trung Đông qua châu Mỹ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng chân ở khu vực châu Á. Không khí lễ hội cũng đã bắt đầu tưng bừng tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháng 3 là thời điểm diễn ra lễ hội hoa anh đào tại các quốc gia Đông Á này. Thời tiết biến đổi bất thường vào tháng 3 năm nay đã khiến hoa anh đào ở Hàn Quốc nở muộn hơn so với dự kiến. Nhiều địa phương đã phải lùi thời gian tổ chức lễ hội. Dù vậy, người dân cũng như du khách đều rất mong đợi để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng di chuyển đến đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản để cùng nhau chiêm ngưỡng hình ảnh của những bông hoa anh đào rực rỡ khoe sắc trong tiết xuân. Hình ảnh hoa anh đào ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ thay cho lời chào kết của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai. Lễ hội hoa anh đào lớn nhất tại Hàn Quốc được các địa phương tổ chức từ ngày 23 tháng 3 và sẽ kéo dài sang đầu tháng 4. Quận Yongtheungpo ở thủ đô Seoul, nơi có con đường hoa anh đào nổi tiếng Yeouido, đã lên kế hoạch tập trung chào đón du khách từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 2 tháng 4. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho biết hoa anh đào sẽ nở rộ vào khoảng sau ngày 3 tháng 4. Từ đầu năm 2024, nhiều chuyên gia thời tiết dự đoán mùa đông Hàn Quốc sẽ lặp lại kịch bản năm 2023 với nhiệt độ cao bất thường. Vì vậy, hoa anh đào được dự đoán nở sớm. Các kế hoạch tổ chức lễ hội hoa cũng được thực hiện sớm hơn mọi năm. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi đột ngột vào tháng 3, nhiệt độ dưới 0 độ C liên tục và lượng mưa thấp hơn đã không tạo điều kiện cần và đủ để hoa anh đào nở rộ đúng thời điểm dự tính. Trong khi đó, tại Nhật Bản, từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, nước này cũng sẽ bắt đầu vào mùa du lịch xuân khi hoa anh đào bắt đầu khoe sắc. Đây cũng là giai đoạn vàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn ở Nhật Bản và cũng không quá khó để hiểu khi giá thuê phòng khách sạn đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây.